xã Tân Triều, dân số vào khoảng 20.000 người. Định biên cho phép đối với xã loại 1 là 23 cán bộ công chức viên chức, mức lương chi trả hàng tháng vào khoảng hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, mỗi tháng, Ủy ban Nhân dân xã còn phải chi trả một khoản hơn 60 triệu đồng phụ cấp thường xuyên cho các đối tượng cán bộ không chuyên trách, bao gồm nhiều chức danh khác nhau, như trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, công an viên của thôn, thôn đội trưởng, trưởng ban mặt trận tổ quốc thôn, bí thư chi đoàn thôn. Đối với Tân Triều thì cán bộ theo định biên của nhà nước thì được 23. Còn đối với cán bộ bán chuyên trách mà hoạt động thì trên 30. Thì trong đó thì có từ cấp thôn đến cấp xã như là trưởng thôn hay là bí thư chi bộ hay là phó của các đoàn thể hay là những cán bộ phụ trách về giao thông thủy lợi, đài truyền thanh hay là văn hóa Câu chuyện này nảy sinh từ chức danh cán bộ không chuyên trách cấp thôn. Ví dụ, trưởng thôn hoàn toàn có thể kiêm nhiệm vai trò bí thư chi bộ, thậm chí cả trưởng ban mặt trận tổ quốc thôn. Công an viên của thôn cũng như thôn đội trưởng cũng có thể thực hiện công việc hỗ trợ, đảm bảo an ninh trật tự. Các cái ngành đối với ủy ban nhân dân xã, đó như là đài truyền thanh này, giao thông thủy lợi, đó là những các cái ngành mà tham tham mưu giúp việc cho các ngành chính trong trong bộ phận ví dụ như đài truyền thanh thì thuộc là văn hóa hoặc là giao thông thủy lợi môi trường thì nó là thuộc về của ngành địa chính môi trường còn đối với các bác phó các ngành đoàn thể thì cũng là ví dụ như là các bác là, là phó chủ tịch hội cứ, cựu chiến binh hay là phó chủ tịch hội phụ nữ làm một phép tính rất nhanh cán bộ không chuyên trách cấp xã phụ cấp thấp nhất là 250.000 đồng cao nhất vào khoảng hơn 1 triệu đồng. Số tiền ít ỏi này thực chất không kích thích được đội ngũ cán bộ đảm nhận công việc theo tinh thần tự nguyện là chính. Trong khi vai trò đặc thù của lực lượng này đòi hỏi thời gian không nhiều. Đó cũng chính là lý do mức độ hiệu quả công việc của đối tượng cán bộ không chuyên trách tỷ lệ thuận với mức phụ cấp nhận được. Chế độ của những đồng chí mà cán bộ bán chuyên trách như chúng tôi ở xã Phường ấy, thì như tôi đây thì là một tháng là phụ cấp là được phẩy tức là được 1 triệu 390 mấy nghìn. Trừ các khoản đóng góp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thì còn khoảng 1 triệu 2. Thì báo cáo anh, đối với cái mức thu nhập như thế thì thực sự là cũng là rất là khó khăn cho những cán bộ trẻ như chúng tôi để có thể toàn tâm, toàn ý cũng như là tham gia cống hiến các cái hoạt động của địa phương. Nếu gộp các chức danh lại, tăng phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách, hiệu quả công việc chắc chắn tăng lên. Tuy nhiên, khoản tiền phụ cấp chi cho cán bộ không chuyên trách có giảm hay không phụ thuộc vào sự sắp xếp, việc tinh giản, thu gọn bộ máy, giảm gánh nặng ngân sách cũng vậy. Cần mua giải pháp hợp lý làm sao để đối ngũ cán bộ không chuyên trách phát huy tối đa năng lực.